排 Regional First Day 成绩跟明哥才台体很大的呢。咁我嘅 makeup look 同埋头就睇下系整佢到冇。对于你嘅快腿影相，你是特殊啦，现嘅要冇咁癫嘅咯。右边啦，现嘅相你是咁啦，冇攰到冇。对于要维持乜嘢嘅食，都跟明共嘅，攞嘅行程系每听每 makeover 两三日嘅，对嘅饼麦嗰嘅每声，又对嘅饼麦嗰嘅乜嘢。Sữa tắm lần này hôm nay sẽ sử dụng đây chính là em sữa tắm của Casino. Đây là em Ready to White One Day Whitener Body Cleanser. Thì một cái tên rất là thần thánh đúng không? One Day Whitener Body Cleanser. Thì tháng vừa rồi đã đi chơi rất là nhiều quá nên bây giờ nhìn tay chân của gà so với mặt nó đen hơn cực kỳ nhiều luôn. Ngoài hai chức năng là làm sáng, là whitening và brightening thì nó còn có chức năng là moisturizing và pore tightening. Thì hai cái chức năng này có nghĩa là nó sẽ giữ ẩm này, ngoài ra thì nó còn giúp xe tiết độ chân lông nữa. Ok, không có nhiều nữa, đi tắm thôi. Ok. Về cái texture của cái sữa tắm này thì đây là sữa tắm dạng gel á. Và ngoài ra thì cái mùi của nó cực kỳ thơm luôn, thật sự. Và có cảm giác là lát nữa nếu mà gà tắm xong bằng cái sữa tắm này thì người gà sẽ rất thơm luôn á. Kiểu không cần dùng nước hoa luôn, tại vì cái mùi thơm này thật sự rất là sạch sẽ và dễ chịu á. Dễ chịu kinh khủng luôn. Bây giờ gà sẽ thử massage cái phần bên tay này và rửa lại với nước xem sao ha. Đây, lúc mà mình massage thì nó sẽ hơi thật trắng trắng đặc đặc lên như thế này. Và đưa nước ra thì chắc chắn là nó sẽ tạo bọt rồi. Sau khi mà gà đã rửa đi với nước thì gà cảm thấy cái phần bên da bên tay này cực kỳ mịn đúng á. Có thể là cái phần việc mà làm trắng á thì mình sẽ chưa thấy rõ lắm, tại vì gà vừa mới để sản phẩm bên tay gà có tầm 2-3 giây thôi gà đã rửa đi rồi. Tuy nhiên là cảm giác này, nếu mà sờ tay bên này và tay bên này thì tay bên này mịn hơn cực kỳ nhiều đúng á. Gà có ấn tượng rất tốt với mỹ phẩm Thái, các bạn biết không, gà sử dụng đồ Thái cực hợp, thơm lắm, thơm cực kỳ, thực sự thơm luôn á. Thơm, rất mịn luôn. Bên này thì có vẻ nó hơi rát nhưng bên này thì cực kỳ mịn. Hello, gà vừa mới tắm xong rồi nên cảm giác người cực kỳ thơm. Thì nếu lấy bình thường á, đây cái cảnh này thì các bạn sẽ thấy cảnh bốn khăn tắm rồi nhìn rất là kiểu fancy đúng không? Tuy nhiên là vì gà không có ngực nên gà đã cố gắng muốn cái khăn đi, nó cứ tuột xuống nên thôi, đọc gì. Thì bây giờ như gà đã chia sẻ thì bây giờ sẽ tới cái khâu rửa mặt đúng không? Thì như các bạn có thể thấy về da kìa, dạo này thì nó cũng sạm đi tương đối rồi, tại vì nếu mà dạo này gắn quá chăm bẩm gì hết trơn á. Và bây giờ thì cái sữa rửa mặt sản phẩm ngày hôm nay là Casino Ready to White 2-in-1 Double Mist Cleanser. Thì gà đã thấy cái sản phẩm này trên một kênh channel của chị Liska Queen. Không biết là các bạn có biết chị ấy không, chị ấy thì hồi xưa rất là nổi với mấy clip mà review mỹ phẩm nội địa Trung hay là review mỹ phẩm Thái đó. Thì gà đã biết cái sản phẩm này rồi và chị ấy rất là thích cái sản phẩm này. Gà đã từng muốn thử sản phẩm này trong khoảng thời gian rất là lâu rồi. Tuy nhiên là cứ kiểu lúc mỗi lần mà gà mua tới sữa rửa mặt thì gà lại quên mất cái sản phẩm này đó, nên hôm nay mới có dịp thử. Thì đây là một sản phẩm khá là hay, tại vì ở trên này như các bạn có thể thấy là nó có cái đầu brush này và mình chỉ cần bấm như thế này thì đó, cái phần bọt sữa rửa mặt nó sẽ ra luôn như thế này và mình chỉ cần đưa lên mặt thôi. Thì nó rất là tiện, tiện cho những bạn mà có lỗ chân lông to như gà nè, bởi những cái đầu brush này á thì sẽ giúp mình làm sạch kỹ hơn và mình lại không cần kèm thêm một cái máy rửa mặt ngoài nữa, chỉ cần cái đầu này thôi là đủ rồi. Và cái mùi của sản phẩm này thì nó có mùi chanh, hơi chanh chanh một tẹo, rất là thơm. Bây giờ mình sẽ rửa thử ha. Ôi, lúc đưa lên nhà thì rất là mát luôn á. Tôi cảm thấy cái mỹ phẩm của Thái á thì lúc nào nó cũng rẻ nè, giá thành cực kỳ hợp lý nhưng mà lại rất là phù hợp với người Việt á. Ôi, cảm giác cái
bên trái này ở trên nắng rất là sướng luôn, kiểu như là mình đang được massage vậy đó. Ok, sẽ rửa sơ vào cái đầu cọ này. Ok, sau khi mà rửa sạch mặt với nước rồi thì mình cảm thấy là da hiện tại rất là mềm, nó có cảm giác sạch rất là sâu, cho nên là nó không có làm cho da mình bị khô và cảm giác vẫn còn chút ẩm ở trên da, cảm giác rất là thích. Có không phải cái cảm giác mà kiểu căng xong rồi nó khô da kinh khủng lắm các bạn hiểu không, mà cảm giác rất là mềm, yeah, rất là thích. Bây giờ là sẽ sử dụng tiếp một sản phẩm đặc biệt của Casino luôn, đây là Casino Red to White White Boosting Cream. Thì đây là cái sản phẩm mà nó vừa giúp dưỡng trắng nè, ngoài ra thì nó còn có tác dụng là nâng tông da nữa. Thì cái sản phẩm này cũng từng thấy xem một clip của một anh Thái Lan rồi, lúc đó thì anh chia hai nửa mặt ra, mặt bên này và mặt bên này sợ anh chị buông bê quá, thì nhìn da bên này của anh sáng rất là rõ. Để thử cái sản phẩm này, cái packaging của nó cũng rất ok đúng không, kiểu minimalist thì rất là đúng phong cách ra thích. Sẽ cho gặp ít ra tay. Ôi, chất kia mà như các bạn có thể thấy là ở trong này nó có những cái hạt màu hồng hồng, nhìn rất là yêu, nhìn nó như kiểu tinh chất, nó nhìn xịn phết. Bây giờ kia cũng sẽ làm giống anh kia hơn, mình sẽ bôi thật một bên thôi. Mùi của cái kem này thì không phải là một cái mùi gì, nó rất đặc biệt, kiểu nó trái cây một tí. Đó, sau khi mà về cái chất kem á thì nó rất là, mà nó rất là dễ tán, nó cũng không bị cái tình trạng mà giống như, bởi vì nó là kem nâng tông da mà nó có cảm giác kiểu rít á, rất là dễ tán luôn. Mà các bạn có thể thấy là nửa mặt bên này và bên nửa mặt bên này thì đúng là bên này rõ ràng là nó sẽ trắng hơn rồi, và nhìn nó kiểu trắng hồng rất là có sức sống á, rất là đẹp. Bóng da nữa các bạn có thấy không, nó cung cấp một cái độ ẩm nhất định á, cái da của mình nhìn cũng rất là bóng. Giờ nó sẽ bôi nốt bên này không. Đây là da của cái hãng sau khi mà đã bôi cái boosting cream kia, thì cảm giác là cái kem này lúc lên da thì nó cực kỳ ráo luôn, đúng là rất là thích hợp cho những bạn ở sống ở vùng nhiệt đới, tại vì khi mà nó ráo như vậy thì các bạn sẽ không lo kiểu nó bị chảy ra, đổi dầu hay là bị quá ẩm á. Tuy nhiên là nó cũng nè, làm như da mình có một cảm giác bóng khỏe, mình cảm thấy là đây sẽ là những cái sản phẩm mà sử dụng thường xuyên trong các khoảng thời gian này, tại vì vừa có tác dụng dưỡng da mà vừa có tác dụng nâng tông nữa. Rồi, tiếp theo sau đó nữa thì là có một cái whitener body lotion. Thì bình thường là mình tắm xong thì mình phải bôi cái body lotion này luôn đúng không? Tuy nhiên như các bạn có thể thấy là nãy giờ còn có đưa sản phẩm lên mặt nữa. Vì vậy thì mình thường sẽ ưu tiên bôi những sản phẩm lên mặt của mình trước, rồi sau đó mới bôi những sản phẩm dưỡng thể. Yeah, đây là cái clip của nó. Nó ghi là whitener body lotion. Thì lúc bạn có đọc trong cái box á, thì cái sản phẩm dưỡng thể này ngoài cái khả năng mà làm sáng cho da ra thì nó còn có khả năng làm cho da mình mềm mịn hơn nữa, có lẽ là có nâng tông một chút xíu. Thì đúng rồi, sản phẩm dưỡng thể nào mà không có tác dụng như vậy đúng không? Ok, mình sẽ đưa thử một ít ra tay. Đây, cái chất của nó thì cũng như các loại kem dưỡng thể khác thôi, là thấy nó cũng mềm mềm mướt, rất là mướt. Và đúng là nó có tác dụng nâng tông này, các bạn thấy không? Nó mới bôi một chút xíu thôi á. Wow, cái này thuộc dạng giống như kiểu á, vừa dưỡng thể mà vừa giống như kem make up body á. Bây giờ mình sẽ xoa đều nó lên. Các bạn chú ý là phải xoa cả cái vùng này, như cái vùng này là vùng da khô và xấu nhất trên cơ thể mình luôn. Sau khi bôi xong mình bổ một xíu cho nó thấm nha. Thì trước mắt là cảm thấy là nó cũng thấm rất là nhanh rồi đó, nó không có cảm giác bị rít, không rít mấy, tuy nhiên là nó cũng sẽ tốt cái độ ẩm để giữ cho cái cơ thể của mình nó mềm mượt chứ đúng không. Bây giờ sau hai bên cũng trời ơi, bên này kiểu Snow White công chúa này nọ, còn bên này thì kiểu mi. Ok, nếu như mà qua cả hai bên thôi, nếu không thì mình sẽ rất là weird. Phần dưỡng da xong rồi, bây giờ mình lại cùng đến với phần thứ hai, đó là phần make up. Ok, đã make up xong, tên. Các bạn có cảm thấy là
Dạ, nói chung là nếu mà mình tỉnh dậy mà mình chưa đẹp thì mình hay vẽ màu lên mặt để nhìn mình đẹp hơn. Và rõ ràng là ơi, trời ước gì lúc nào cái mặt mình nó cũng như sau khi đã make up xong hả? Cuộc sống đau khổ. Và thật sự là cái make up lúc ngày hôm nay thì Gà làm rất là nhanh luôn á, Gà làm có 5 phút thôi á. Gà sẽ chia sẻ với các bạn về cái make up routine Gà trong video sắp tới nha. Wow, như các bạn có thể thấy thì đúng là từ cái bản mặt sáng nay của Gà tới cái bản mặt bây giờ của Gà, mọi thứ đã trở nên rất khác biệt đúng không? Thì nói chung á, là để trở nên xinh hơn thì tụi mình chỉ cần tắm rửa sạch sẽ nè, rồi đánh răng rửa mặt nè, rồi trang điểm một xíu, làm tóc một xíu, rồi mặc đồ xinh xắn một xíu thì tự nhiên auto tụi mình sẽ có thể biến từ cái mặt sang cái mặt này. Ok, và những sản phẩm mà Gà đã dùng trong video ngày hôm nay Gà đều sẽ link ở dưới description box. Các bạn hãy click vào link để có thể mua hàng chính hãng nha. Và ngoài những sản phẩm mà Gà đã nhắc đến trong video ngày hôm nay thì ở trên Lazada nhân dịp 20 tháng 10 sẽ có sale thêm rất là nhiều sản phẩm nữa. Nên các bạn hãy lên Lazada để có thể săn sale giá rẻ những sản phẩm mà trước giờ các bạn vẫn thích nha. Và ngoài ra đừng quên là Gà còn có code 20k để ở dưới để tặng cho các bạn nữa. Các bạn hãy click vào link để có thể lấy code giảm giá 20k nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.